Vâng, sau 3 vòng đàm phán trực tiếp, cuộc đàm phán lần thứ tư theo hình thức trực tuyến giữa Nga và Ukraine sẽ diễn ra trong ngày hôm nay. Thông tin này được cố vấn của Tổng thống Ukraine thông báo ngày hôm qua. Như vậy thì tuyên bố này cũng xác nhận là thông báo tương tự được đưa ra trước đó của người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, rằng các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga và Ukraine sẽ được nối lại trong ngày hôm nay với hình thức trực tuyến. Các nhà đàm phán Nga và Ukraine đã tiến hành 3 vòng đàm phán tại Belarus để giải quyết tình hình. Vòng đàm phán thứ 3 vào ngày 7 tháng 3 vừa qua không đạt được những kết quả mong muốn. Tuy nhiên thì hai bên ghi nhận một vài tiến triển tích cực về vấn đề hành lang nhân đạo và bày tỏ là sẵn sàng tiếp tục đàm phán về những vấn đề còn khúc mắc. Trong số những người sơ tán từ Ukraine đến Italia thì trẻ em đã bắt đầu làm quen với cuộc sống mới. Đã có thể là những ngày đi học trở lại hay là những khoảnh khắc đời thường đầu tiên sau một thời gian hỗn loạn chạy trốn chiến sự. Cậu bé Andrei, 7 tuổi, được mẹ đưa tới trường như bao trẻ em khác trên thế giới. Nhưng trường của Andrei giờ cách quê nhà Ukraine hơn 2.000 km ở thành phố Nice của Pháp. Hôm nay mới là ngày thứ 3 cậu bé học ở đây. Bọn trẻ ở đây đón nhận Andrei rất nồng ấm. Cháu đã rất sợ đi học ở đây vì không biết tiếng Pháp. Nhưng thầy cô, các học sinh đều giúp cháu thích nghi với môi trường. Mục đích là đưa các em trở lại là những đứa trẻ, được vui chơi, làm quen với các bạn và học hành trở lại. Từng tí một. Cháu giúp bạn ấy làm bài tập ở nhà và mọi thứ vì bạn ấy chẳng hiểu gì hết. Cũng tại Nice, cô bé Valerie, 4 tuổi, đến trường cùng với mẹ và bà ngoại. Cả ba người cũng từ Kiev tới Nice 3 ngày trước, nên hôm nay mới là ngày đầu tiên Valerie đi học. Những gì an ủi người dân Ukraine ở nước ngoài lúc này là sự chào đón của những cộng đồng đang kêu mang họ và những cuộc trò chuyện từ xa với cha, chồng, anh mình ở quê nhà. Những điều đó đang xoa dịu dần tâm hồn của những đứa trẻ lần đầu tiên xa nhà mà lại còn trong hoàn cảnh hoảng loạn. Chính vì thế, ở Italia, nhiều người sơ tán Ukraine được đưa về các vùng nông thôn, nơi có nhiều cảnh đẹp thiên nhiên. Ở tu viện của người gốc Ukraine cách thủ đô của Italia 30 km, 21 phụ nữ và trẻ em Ukraine đang tạm trú. Chúng tôi đã không muốn rời bỏ nhà cửa cho tới tận phút cuối, chỉ vì con cháu nên mới sơ tán thôi. Cha xứ ở đây đã đích thân lái xe đến biên giới Ba Lan, Ukraine để đón các gia đình sơ tán về Italia. Cha biết nhiều em chỉ mong ngóng về nhà nên đã chuẩn bị từng bước về tâm lý. Chúng tôi không nói với bọn trẻ là sẽ ở lại đây lâu. Chúng tôi muốn tinh thần chúng được yên tĩnh đã, rồi đi học luôn ở đây.